Chào bạn con. Hôm nay thầy cùng với lại Hải Anh và chúng ta sẽ tranh thủ một chút xíu buổi sáng để ôn tập với nhau trước khi chúng ta thi giữa học kỳ 2 môn toán lớp 7 Cụ thể là phần hình học liên quan tới đường trung trực. Thế khái niệm đầu tiên mà thầy muốn mọi con nhớ được đó là khái niệm đường trung trực đường trung trực của đoạn AB Đấy. là hai chấm. Hải Anh nói đi là gì nói to đoạn AB đi nhá ừ. Ừ, nói đi Đó sẽ bắt đầu từ điểm bắt đầu từ trung điểm OK là phải là vuông góc vuông góc gì vuông góc vuông góc với AB. AB rồi tức là đường trung trực của đoạn AB là đường thẳng đầu tiên mình khẳng định nó là cái đường thẳng nó không phải là tam giác nó cũng không phải là đoạn thẳng mà nó phải là đường thẳng vuông góc với AB vuông góc với AB đúng không vuông góc với AB tại tại đâu tại trung điểm của AB như vậy đường trung trực nó phải có hai tính chất một nó là nó vuông góc với AB và hai là vuông góc tại trung điểm nhá học hình là phải nắm lý thuyết cho nó chắc vào thì mình mới ok được đây thì vẽ đoạn AB như thế này thì bọn con phải đo xem đoạn này dài bao nhiêu rồi lấy trung điểm sau đó đặt thước kẻ một đường vuông góc đánh dấu vuông góc đánh dấu trung điểm tại trung điểm m của ab thì cái đường vừa kẻ người ta gọi là đường trung trực của đoạn ab rồi tiếp tục câu hỏi là để chứng minh một đường là trung trực của đoạn thẳng ab thì ta làm gì nhá mình đang ôn lý thuyết với nhau thôi để chứng minh để chứng minh một đường thẳng nào đó là trung trực của AB là trung trực của AB ta làm ta làm thế nào đố bọn con biết để chứng minh một đường là trung trực của AB à thế còn cách nào khác không đấy là cái đoạn chứng minh vuông góc rồi như vậy mấu chốt ở đây thầy sẽ cung cấp cho bọn con. Bản thân Hải anh cũng là chưa vững cái phần này đâu, nên mới phải lôi ra đây để học. Rồi Hải anh học rồi bọn con cũng học. Cách một đó là dùng định nghĩa. Dùng định nghĩa thì mình phải đi chứng minh. Đi chứng minh đường thẳng đó vuông góc AB tại trung điểm. Tại viết tắt nhá, tại trung điểm của AB vừa nghe thầy đọc vừa nhìn thầy viết thì sẽ hiểu thầy viết cái gì nhá dùng định nghĩa đi chứng minh đường thẳng đó vuông góc AB tại trung điểm ngoài ra trong lúc thực hành làm bài tập và các bài nâng cao sau này chúng ta sẽ có cách số 2 đó là gì dùng tính chất dùng tính chất dùng tính chất thì chúng ta làm gì chúng ta đi chứng minh chúng ta đi chứng minh hai điểm cách đều hai đầu mút cách đều hai đầu mút AB thì suy ra đường thẳng suy ra đường thẳng nối hai điểm đó nối hai điểm đó sẽ là đường trung trực có nghe có hiểu không nhớ nghe, nghe hiểu không đây này tình huống nó như thế này này tức là gì chúng ta có một cái đoạn AB đây để vẽ một đoạn ab như thế này đoạn ab rồi chúng, bọn con lại chỉ ra được một cái điểm m nằm ở đây hai điểm điểm e đi sao cho mà e cách đều hai đầu mút tức là ea bằng với eb đúng rồi thế xong lại có một điểm, điểm f bọn con kể ra được ở chỗ khác đó là fa bằng với fb thế thì cái đoạn ef xong rồi nối qua đi thành cái đường ef thì cái đường EF đó nó sẽ là trung trực của AB. Đây, hai đoạn này bằng nhau. Thì nối hai cái này vào là ra trung trực. Tại sao lại thế? Tại vì thực chất là bọn con đã sử dụng tính chất của đường trung trực mà chỗ này thầy chưa nhắc lại, bây giờ mới lại nhắc này. Tính chất, tính chất đường trung trực, tính chất của đường trung trực đấy. Bọn con hiểu thế nhá. Thì phát biểu như thế nào? Hay anh còn nhớ không? Tính chất của đường trung trực. Ừ. Ừ. có cái đường trung trực ở đây rồi thì tính chất của nó là gì điểm bất kỳ điểm bất kỳ thuộc trung trực thuộc đường đúng rồi thuộc đường trung trực cách của ab đều. sẽ cách đều sẽ cách đều hai đầu mút A và B Tức là gì? Giả thiết cho là gì? M à, Không phải M nữa mà bây giờ là dùng từ E đi E Thuộc vào trung trực Thôi viết tắt như thế này nhá Thuộc vào trung trực AB Thì chúng ta sẽ suy ra được EA Bằng với EB Đố con là vì sao? Đây, ví dụ bố lấy E ở chỗ này đi Đây, E đấy E thế nào nhỉ? Đây, Đấy, đây, nào, E thuộc vào cái trung trực này. thì tại sao EA lại bằng với EB? tính chất của đường trung trực. vì sao? Thì có hai cách giải thích. Có giải thích đi. cách một là ngắn là tam giác. cách hai. cách hai là cái gì? cái gì mà đường xin với đường vuông góc? Ấy? Đúng không? AM là hình chiếu của AE. BM là hình chiếu của BE. Vuông góc mà hình chiếu bằng nhau thì đường xiên bằng nhau. Đúng chưa? Hoặc cách thứ hai là xét hai tam giác này là hai tam giác vuông mà bằng nhau theo trường hợp bằng nhau theo trường hợp cạnh góc vuông và cạnh góc vuông chung. Vậy thì hai tam giác bằng nhau suy ra hai cạnh huyền bằng nhau. Vậy là giải thích cho cái tính chất này là chúng ta có thể dùng tam giác AME bằng tam giác BME theo trường hợp cạnh góc vuông cạnh góc vuông. Đây là tam giác vuông nhá, tam giác 90 độ nhá. Đúng chưa? Vậy khi hai tam giác bằng nhau sẽ suy ra được là AE bằng với BE. Còn cách giải thích thứ hai mà Hải Anh vừa nói đó là gì? Hai, hình chiếu vuông góc hình chiếu vuông góc bằng nhau đó là am bằng bm thì suy ra đường xiên bằng nhau đường xiên ae phải bằng với be đây là lời giải thích cho tính chất thế cái tính chất này đi thi thì sao thì sao? Ý bố nói là thì sao? Thì con trả lời đi xem là thế nào? Đi thi thì được sử dụng Không phải chứng minh Đây là tính chất của đường trung trực Chứng minh là chứng minh như thế này Nhưng mà chứng minh này là lúc mình học bài thôi là khi mình đi mình cứ ghi rồi Mở ngoặc tính chất à? Đi thi bọn con cứ lập luận là vì E thuộc trung trực của AB Suy ra EA bằng EB Mở ngoặc tính, chất. chất đường trung trực Đúng không? Thế mà hoặc là Vì đường này là trung trực của AB Lên Đường này phải đi qua trung điểm AB Và đường này vuông góc AB mở ngoặc định nghĩa của đường trung trực Thế nếu là... Okay. Thế nếu hai cái đường này bằng nhau có suy ra được là... Đây là đường trung trực không? Hai cái đoạn này bằng nhau thì suy ra E thuộc trung trực Nó thuộc thì nó bằng nhau Và nó bằng nhau thì nó thuộc trung trực Cái điểm thôi Mình nói cái điểm E thì nó thuộc trung trực Thế nên mình mới có cái tư duy của cách hai là gì? Hai điểm mà cách đều hai đầu mút thì nó là đường trung trực Chứ một, điểm thì sẽ... một điểm thì nó thuộc đường trung trực thế điểm thứ hai nó cũng thuộc trung trực thế hai điểm thuộc trung trực thì con hiểu thế nào hai điểm mà thuộc vào đường trung trực. À, và trực thế nối vào thì nó là cái gì đường thẳng. thế đường thẳng đấy là trung trực tại vì điểm này thuộc điểm này cũng thuộc thế nối vào thì nó chả là đường trung trực cả đúng không đúng đấy bạn có hiểu chưa nhá học hình ấy là phải nắm chắc khái niệm nắm chắc lý thuyết và tư duy rất là logic rõ ràng ra và biết cái gì là cần chứng minh cái gì là được sử dụng đâu là định nghĩa đâu là tính chất đâu là cách chứng minh tức là dấu hiệu nhận biết được chưa rồi ok tắt đi con số rồi